Dạ vâng, xin chào ngày mới anh chị, chào tất cả quý vị khán giả. Ngày đầu tuần thì nhiều nơi trên cả nước cũng sẽ có mưa dông, trong đó thì tại khu vực Nam Bộ sẽ là nơi mà có mưa nhiều nhất ạ. Mưa thì sẽ không kéo dài cả ngày, chỉ diễn ra về buổi chiều thôi ạ. Còn hiện tại thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh quý vị có thể thấy là vẫn ủng hộ cho quý vị đi học, đi làm. Hiện tại thì trời đã có nắng sớm, không khí ở đây thì khá mát mẻ với mức nhiệt độ 26 độ. Dự báo trời sẽ tạnh ráo từ nay đến khoảng 1 giờ chiều. Trời chủ đạo là nắng mây đan xen và nhiệt độ cao nhất sẽ không quá mức 31 độ. Còn sau 13 giờ thì trời sẽ có mưa rào ngắt quãng, có lúc mưa to đi kèm với dông gió mạnh. Với dự báo như vậy thì sáng nay trước khi ra ngoài thì quý vị hãy nhớ là mang theo ô và áo mưa để tránh bị ướt. Còn với những quý vị di chuyển bằng xe máy thì chúng ta hãy lưu ý là mặc áo mưa bộ để tránh lòa xòa vướng víu. Còn với loại áo mưa trùm thì quý vị hãy ngồi đè lên vạt sau của áo để tránh vướng vào bánh xe gây tai nạn. Còn vạt trước thì chúng ta không chùm qua đèn xe và tay lái như thế này, vì như vậy sẽ khiến cho việc điều khiển trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra thì gió có thể thổi tà áo bay ngược lên, che khuất tầm nhìn. Và vừa rồi cũng đã là những dự báo thời tiết đáng chú ý trong ngày đầu tuần. Còn bây giờ xin mời quý vị khán giả đến với phần dự báo chi tiết ngay sau đây. Thị xã Sapa dự báo hôm nay có mưa rào bất chợt, trời rét, nhiệt độ cao nhất không quá 18 độ. Thành phố Hạ Long hôm nay trời nhiều mây, đêm nay có lúc mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất 28 độ. Thủ đô Hà Nội trời cũng nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất 28 độ. Thành phố Đà Nẵng hôm nay có mưa rào, nhiệt độ trưa chiều nay khoảng 29 độ. Thành phố Hội An trời lúc mưa, lúc tạnh, nhiệt độ cao nhất 30 độ. Thành phố Đà Lạt hôm nay từ sáng đến chiều trời nắng, 24 độ, chiều tối có mưa rào kèm dông. Thành phố Cà Mau mưa dông về chiều tối, nguy cơ kèm theo sấm sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất 30 độ.